số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới giảm 90% kể từ tháng 2. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khuyến nghị mọi người không được chủ quan trước những thay đổi khó lường của dịch bệnh. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca tử vong do COVID-19 giảm gần 90% trên toàn cầu so với 9 tháng trước. Tuy nhiên, WHO khuyến khích mọi người vẫn còn nâng cao cảnh giác trước đại dịch khi các biến thể tiếp tục gia tăng. Tổng giám đốc WHO cho biết, tuần trước thế giới chỉ có hơn 9.400 trường hợp tử vong liên quan đến SARS-CoV-2 đã được báo cáo cho WHO. Ông cho biết vào tháng 2 năm nay, số ca tử vong hàng tuần đã lên tới 75.000 người trên toàn cầu. Chúng tôi đã đi được một chặng đường dài và đây là lý do cho sự lạc quan, nhưng chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả chính phủ, cộng đồng và cá nhân hãy cảnh giác. Ông nói hôm 9 tháng 10 tại một cuộc họp báo trực tuyến từ trụ sở của WHO. Người đứng đầu WHO cho biết tỷ lệ xét nghiệm vẫn còn thấp trên toàn cầu, khoảng cách tiêm chủng giữa các nước giàu và nghèo vẫn còn rộng và các biến thể mới tiếp tục gia tăng. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cho biết tổng số ca COVID-19 mới trên toàn thế giới là hơn 2,1 triệu ca trong tuần, giảm 15% so với tuần trước. Số người tử vong hàng tuần đã giảm 10% so với một tuần trước đó. Nhìn chung, WHO đã báo cáo 629 triệu trường hợp mắc và 6,5 triệu trường hợp tử vong liên quan đến đại dịch. Số ca mắc mới được báo cáo cao nhất trong tuần là ở Nhật Bản với hơn 401.000 ca mắc, tăng 42% so với tuần trước. Tiếp theo là Hàn Quốc, Mỹ, Đức và Trung Quốc với hơn 219.000 trường hợp mắc mới trong tuần, giảm 15% so với tuần trước. Trung Quốc vẫn chứng kiến 539 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 trong tuần, tăng 10% so với tuần trước. Mặc dù con số tử vong vẫn được kiểm soát, Trung Quốc đã không ngừng theo đuổi chính sách Zero Covid nghiêm ngặt về kiểm dịch, khóa cửa và kiểm tra bắt buộc hàng ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.